Bà nội con đi chơi một chút con về cái nó ngồi đây nè, nó giờ bắt đồ để vuốt hoài đi. Em nó con đi nghe nội đi một chút về. Ngồi vuốt hoài hả? Ừ. Về nó nằm kế tụi mình đây nè. Mà tôi quay qua sao tôi gặp nó, tôi nói sao con đi đâu mà mấy ngày nay bà nội kiếm con không gặp. Em nó quay qua nó thấy tôi khóc đi. Few moments later. Rồi, lên. Con chào ông nội với bà nội nha. Dạ. Thì hôm nay là mấy anh em cũng trở lại với cái ngôi nhà của mình để cũng như là cập nhật lại cái sự việc của em Linh. Dạ. 16 tuổi đã tắm xong rồi mất tích khoảng 3 ngày đó. Thì tại vì ngày hôm kia là tụi con cũng có chia sẻ lên ở trên cộng đồng mạng để cho ông bà cô chú để mà biết, để mà giúp đỡ cho gia đình mình đó. Thì tới cái lúc mà tìm được thì không thấy clip của mấy anh em mà đưa em về lo hậu sự thì cái nguyên nhân thì là do bên phía cơ quan cũng như là ta không có cho quay. Thì hôm nay là tụi con cũng tìm đến đây cũng như là muốn chia sẻ lại cái câu chuyện này cũng như là xem coi em đã cũng như là an nghỉ xong chưa. Thì không biết là bà nội có thể là chia sẻ lại không cơ bà nội. Là bây giờ là em đã xong chưa? Cũng an táng rồi thì cảm ơn mấy chú. Chứ quay không được cái phút sau tôi cũng buồn. Tại vì mình đi mấy chú quay thì phải quay cho hết. Tại công an không cho thôi. Chứ giờ biết sao giờ. Giờ mấy chú cũng thông cảm giùm đi. Tôi nghe thông tin là hôm đó là khi mà vớt được em lên liền là mình đi chôn liền luôn hả bà nội? Không có chôn, để qua ngày sau. Để qua ngày sau. Trong khi vớt lên rồi là công an nó kè theo hoài, nó không chôn. Nó trực tiếp bên lộ ngồi sáng đêm luôn. À, bốn người là ví dụ như người mấy tiếng nữa là nó thay đổi đó chứ nó không cho ngưng. Ông nội gì mà bệnh hơi ho quá trời vậy ông nội? Ho vậy không? Chung là tụi con chủ yếu là đây đang quay cho Mạnh Quân tên cập nhật tình hình cho nó rõ hơn. Chứ nhiều người điện nói ủa sao quay khúc đầu khúc đuôi đâu không thấy gì hết. Đúng rồi, tôi không biết chứ không biết mà bây giờ nói mấy ổng đâu có cãi lại mấy ổng đâu. Thì bây giờ mấy chú có lại quay lại thì tôi cũng để cho quay chứ không phải không. Dạ. Để. Dạ. Thì quay giờ em biết. Là được chôn ở gần đây luôn hả con? Sát nhà. À. Tại đất nhà đó. Đất nhà. Thì là mình mướn thợ ngoài làm cháu không? Cháu con rồi trong nhà. Vì là trong gia đình mình làm. Đó. Con nghe nói là giờ là như là gửi em vô chùa cúng không phải? Dạ, gửi nó vô chùa đi chú ơi, chứ để nhà tôi đang ngồi nổi. Dạ. Con thấy nội khóc quá trời, bà nội khóc quá trời khóc mà. Nó ở bên cạnh tôi không ạ. Tôi khóc rồi, đêm nay tôi đâu ngủ đâu. Ông nội bỏ cơm đâu mấy ngày luôn hả ông nội? Bỏ mấy ngày đâu qua nhau. 3-4 ngày đâu có ăn cơm nữa gì đâu. Dạ. Qua này con ăn nó mới mấy đứa nó mới làm đi chứ nghe gửi là ông nội với bà nội quá thương cháu luôn. Là nay khổ kêu đi vô sửa cạo bằng tải hôm nay tôi không đi nghỉ sáng giờ đâu có đi nổi rồi chú cô bác ơi thăm ổn tới tôi gốc chứ không nổi rinh để ra màn tầng mà bà thấy cái hình đó bà cũng khóc hoài thôi với đâu rồi không phải sợ không có gì chứ. Ôi chưa thấy cái hình nó làm sao chịu nổi mà ăn bởi người ta nó đem về vậy thôi cho một điền tôi nó không để cho nó ở tại nhà bị nhà nó ở đây thì cho nó về đây rằng ấm cúng một ngày trong gia đình rồi mình hãy đưa đêm đêm cứu lên cô chú ơi. Cái đêm đó là bạn bè của em Linh có lại thăm đồng học sinh đồ nhóc rồi cấp mà chùa qua là cô giáo rồi thầy giáo lại với mấy thằng học lại cũng nhắc vậy qua lại đưa đông lắm với cô thầy rồi đi đủ rồi. Chùa bé dắt mấy giờ vậy cô? 9 giờ đó. Chùa lại tụng 8 giờ rồi tới 9 giờ hồi sáng nghe âm kia ông hậu dây chừng qua nó cũng có là mà lại giấc chưa đôi không lại lại thăm
ăn ngủ đâu chứ còn quay luôn quay bị mấy ông ngay cấp rồi. Mà kia nó hỏi là tôi đã biết rồi, nó hỏi là có tôi không là tôi nó không có lợi, giờ có lợi tôi cũng nói không. Bị đường hước là nó theo dõi mình mà. Chúng nói chung ra mấy anh em là chủ yếu quay chia sẻ lên đặng cho cô chú anh em cộng đồng mạng ha. Bị mấy ông cứ làm cái này chừng mấy ông lại mấy ông đưa và tu lại tu quay là chia sẻ để mà trong gia đình thôi với chết hay là chết nước gì thôi đó. Chung là quay để cũng như bữa hôm mới vớt quà đó. Cái thằng kia nó tôi quay sao bên đồng mạng chứ tôi có nói thêm bớt gì đâu, thì mượn mắt rồi rồi trả đợi tôi quay đưa đúng thôi. Đúng rồi. Ủa giờ ba mẹ của bé ở đâu hả bà nội? Mẹ cha nó à, nói ở rồi bà má mong đi chùa gửi thằng chiều nay mang tần tần mà. Chiều nay là tới mình tình nữa hả cô? Dạ, rồi chiều nay là mình đem đi chùa luôn. Chùa rồi mà lại chùa nữa. Rồi hồi ngày hôm qua mình muốn đem rồi gửi rồi. Mình chôn xong là mình đem luôn hả cô? Dạ, xong rồi chiều 6 giờ đem dưới. Dạ. Cái mình tụng cúng với nó rồi tiếng mấy đồng hồ đó. Rồi mới đi về ông thầy mới ngày mai tới mình cần em đó, mình mua bông qua thôi. Cái thầy không có nhận gì hết trơn á. Nãy khi mẹ nó đi mua bông với cái cây rồi á, gửi chậm. Chùa gần đây không ạ? Chùa anh Thứ, chỗ mà Khôi Thanh gửi đó. Khôi Thanh dạy quẹo. Mấy ngày xong rồi đó. Thì từ ngày mà bé mất tới giờ á, từ là mà bà nội thấy là bà nội mơ thấy bé tới giờ á, thì có ai gặp bé nữa không? Không. Có ai trong nhà gặp nữa? Không ai thấy gì hết trơn. Anh của bé Linh đó hả chú? Nè, anh thứ hai. Anh thứ hai. Thằng thứ ba. Ha. Ngồi ngồi kìa. Nè. Mở rồi nó có dây trong cái. Mấy anh em đẹp đẹp không? Dây không à, phải tôi cưng gì cũng dần lắm. Dây. Con vô, con lấy. Dây. Có bà, có bà nội đây ngồi chia sẻ thì cũng được. Bình thường thì bé Linh ở nhà thì bé sẽ làm những công việc gì ở nhà? Ở nhà thì nó đi học sáng, thí dụ như học sáng thì nó không có tiếc. Sáng thì đi mua đồ ăn cho mấy anh nó đang sửa sẵn đi làm với bà cố nó. Rồi mua rồi về để nó ăn, rồi cái phần của nó thì nó ăn. Còn mấy anh thì ai thích chị thì ăn đi mà. Rồi đi học chiều về nghỉ học chiều thì tiếp ở trong nhà. Rồi chủ nhật thì nó đi làm câu ở dưới nhà nó. Tính như bé cũng giỏi quá ha, chiều đi học rồi đi làm phụ ba mẹ. Đi làm mình thường nghỉ thì nó đi chợ mua dèo có bánh thì nó ngồi nó nức. Con nghe mấy bà chị kể là nó có lắm luôn. Hỡi có bầu gì đó sao quên được. Dạ. Dạ. Nè, tới tôi có bánh mà tôi còn nhớ đây nữa thì tôi chết nữa. Cũng lên tôi. Nó ngồi nó nấc bánh mà nó không ngồi chơi tôi nữa. Bác ra danh thì của ai không biết. Vậy là tính ra là bé Linh là cái người là gắn bó với bà nội nhiều nhất ha. Dạ. Tại mấy anh mới đi làm sáng chiều mới về không à. Dạ. Anh nó về chọc, nó giỡn với nó mà thương nó lắm. Nhiều khi nó nhéo nhắc cái này nói, bữa đó tôi cũng khiến gì á. Bữa tôi nói, mà con gặp anh về con đi trốn đi chỗ khác rồi đi, anh giỡn đau, bà nội đau lòng lắm. Nói hỏi sao đau lòng mà nội nói tí nặng tay với con, bà nội đau lòng lắm. Thôi bà nội ơi, con mạnh, con kiên cường lắm, không có đâu, anh giỡn nhiều giỡn đi. Con không có đau đâu, bà nội đừng sợ. Thì nói qua bữa trước đó, rồi bữa sau lại té.
Rồi bà nội ơi, thì hôm nay con đến đây thì có ông anh Vui ở Châu Thành có gửi cho nội là 500 ngàn để mà mua nhang đèn cho bé Linh đó. Nội nhận giùm con ha. Cảm ơn chú. Cảm ơn mấy chú, cảm ơn mấy cô. Chị mới đi chùa vậy hả chị hả? À, hỏi về cho có ngọt nha. Có. Chị ngọt đây là mẹ của nội Linh. Một của bé thì bao giờ mẹ xây xong đây là bữa nay chắc rồi, tại vì hôm qua xây dưới rồi, bữa nay còn cái núm ở trên không à. Dạ. Rồi giờ mấy anh em mình ra quay cái những ngôi mộ của em đi. Cái gì? Còn nóc sao mày không đưa cho ra? Còn bản sao nhóc rồi đi photo chi? Có hỏi gì chưa mà hỏi nữa thì bà nội sẽ nhóc nhiều lắm á. Chị mới đi đem bông lên chùa cúng cho bé Linh. Chị xuống đây ngồi rồi chị xíu chị. Ngồi đây cho nó dễ hơn. Chiều nay mấy giờ mới cúng đám tình rồi chị? Dạ 6 giờ, mà mình 5 giờ rưỡi mình xuống dưới rồi, đặng người ta sắp mình, đặt mình đi lại chùa cúng hả? Dạ, lại ngay chùa cúng. Dạ. 5 giờ rưỡi hả? Dạ. Mà bây giờ mỗi lần là bằng tình là mình phải đi lại chùa? Bằng tình đi vô chùa mà ông thầy nói thí dụ như có mắc kẹt mà thì mua đồ gửi cúng cũng được, khỏi vô. Ừ. Ở đi vô tụng, tại vì tụng lâu lắm ngồi, tụng tới 1 tiếng mấy, 2 tiếng ngồi nữa. Cứ thầy tụng ha? Thầy tụng rồi mình thấy lại, tới nhiệt nào là mình lại việc đó gì đó. 7 tuần con cho. Dạ, 7 tuần. Mà nói chung ra là từ ông nội với mẹ đâu có lại được. Không có lại, nhưng mình xá gì rồi à. Dạ. Tới nhiệt đây gõ chuông thì mình xá. Là kêu mình đọc bài cúng mà không biết chữ rồi đâu có đọc được. Người ta không có đưa sách cho mình đọc. Kêu mình bé Linh chiều nay làm xong chưa cô? Chắc bữa nay, chiều nay chắc xong, còn cái núm ở trên không à. Trong ngày 12, 2007. Mộ của bé Linh gần đây không? Sát bên này nè, đi ra đó, nó gặp đó là tới rồi. Đó mình cũng phải đi ra quay mộ em nó do cô chú anh em mình quân biết. Dạ. Thì đó rồi mấy chú quay đi chứ nếu mình lấy một khúc thì người ta không có tin mình đâu. Dạ. Ai cũng vậy. Tại mấy ổng bó buộc quá thì mình phải chịu. Chứ theo đúng ra mình phải quay cái xác chết. Rồi quay cái ngày đưa đi đó. Dạ. À mới đúng người ta mới tin mình. Nội ơi con có nghe nói như gì à, thì dạ. Hàng ngày mà trước khi bé Linh chuẩn bị đi học hay là gì đó là dạ. Bé Linh hay phụ với con những cái công việc là nấu bánh dạ. Hoặc là công việc nhà đó. Dạ. À, có gì không ạ? Thì nó ở nhà coi như làm hết, đi chợ búa mua bột mua bông rồi nó đi hết trơn à. Đi chợ luôn. Rồi về á chiều là nó nhồi bột. À. Rồi tới đùi nước bánh, gói bánh thì nó lại nó ngồi nó nứt. Tại vì anh nó mần tới 8-9 giờ mới về, rồi đâu có ai đâu cũng. Coi như trong nhà là bé Linh là... Nó là đạt nhất hết trơn trong nhà đó. Coi như là bé Linh không có đi chơi bời. Không có chơi với ai hết trơn á. Có đi học là có bạn học gì thôi chứ không có ngoài ra là không có đi chơi. Ông nội với bà nội quá thương luôn. Mà nói trắng ra ba anh em nó không thằng nào đi chơi hết trơn. Hai thằng anh nó cũng vậy đó. Hồi đó cũng vậy đó. Đáng lẽ cái tuổi này, cái tuổi tuổi ăn chơi đó. Mà hai anh nó cũng không ăn chơi mà em bé cũng... nhìn thấy gia đình của mình như vậy đó nên cũng không có dám đi chơi. Ừ. Chỉ có đi làm để là phụ thôi. Tại vì thấy bà nội, ba mẹ mình cũng không có ha. Có khổ nữa nên là... Trai này là thứ chơi. Hai nữa hả chị? Dạ. Thấy mấy anh em hiền không à? Hiền hoặc hiền không? Tại vì tu dạy dỗ. Con nhiều tuổi rồi con? Dạ con 21. Con thứ hai đó em. Tướng cá ca cao gấu đẹp trai cao không à mấy ba anh em con cỡ một cao lớn con gương mặt hiền hiền không nó mấy giờ
Thì táng em là 9 giờ ăn táng tự chăng làm sao biết tại vì nó cứ xuống dưới nó chết rồi. Thì bây giờ đây nè, cái lúc mình hay đó là mới có 4 giờ mấy à, thì cũng như nói 5 giờ đi à. Nếu mà nghe là nói là mấy em nó chạy về cho hay là 4 giờ. Không, 4 giờ cái sổ số còn hết rồi đó. Không, không, mà lúc mà mấy em nó chạy về đó em đã đắm 18 rồi. Nó điện về chứ nó không có chạy về. Đúng rồi, là lúc đó em đã mất rồi. Cũng như cái cấp nó rớt đó là 3 giờ mấy đó. Rồi mấy thằng này 4 giờ đúng hơn. 4 giờ mới đúng. Chứ đến 5 giờ không đúng. Tại cái hơi thở xuống cái nước đâu có lâu được. Tại vì trong vòng một chút xíu là đã em đã mất rồi. Nên để 4 giờ hay hơn. Rồi nó nói thôi để nửa tiếng đi hả điện về. Thì đó, trong vòng nửa tiếng là để 4 giờ hay hơn đến 5 giờ. Hoặc là 4 giờ 30, là 16 giờ 30. Ừ, tại vì gấp tới thì nó mới có 4 giờ mấy à. Thì không để 4 giờ đi. Chờ đợi nó nữa. Thì lúc đó em đã mất rồi đó. Là nửa tiếng là nó quá lâu rồi. Trong vòng mình nó khoảng từ 15 đến 20 phút rồi đi rồi. Tại vì nó đi là đây là 3 giờ mấy là nó mới đi. Đi chơi giờ không biết hồi nào đâu không biết. Rồi tới đâu tới có 4 giờ mấy. Tại vì nó đi cắm trại. Nó đi đốn cây thầy nó kêu đó. Đi mua chút là mấy bữa trước nó hỏi đằng này nè, nó hỏi cái bà nội ơi ngày mai con có đi được không, có mần công việc gì trong nhà không, nhiều thì con ở nhà còn ít thì con đi mua chút. Trước khi đi mà muốn đi chơi phải hỏi quá rồi, con đi mua chút thôi, con mua chút ở đâu, con xuống chùa Hát Cao Đài á, chỗ cây xăng của bà Nhiếm á, người ta bán có 1.000 cây à. Tôi nói người ta bán 1.000 cây á, mày đi ăn cắp của người ta nghe con. Nói trời, bộ bà nói ăn cắp dễ quá, đúng cái chút bộ dễ lắm hả bà nội. Thế nói ừ, người ta bán thì con mua. Thế nói ông thầy ông kêu mua mấy chục cây đã. Cái nó đi chạy chiếc xe, nó đi mua. Nó đốn cái nó kè về đi. Cái bữa đó nó đi tới 5 giờ nó không về, tôi nóng bụng nữa. Nó kêu anh á, kêu anh nói thôi con đi kiếm em coi đâu mất tiêu rồi, cháu tôi đi mất nửa tiếng rồi tôi kêu đi kiếm rồi. Ê, thằng này thằng kia kìa, thằng thứ ba nó mới chạy đi xuống cho gặp xe hết xăng mà đẩy nguyên một xe chút vậy đó, cái nó mới ủi em nó lại cây xăng đi đổ xăng chạy về về đem ba chút về rồi cái đi về đây cái hỏi sao con sao đi tới hù dữ ạ, mình đâu có hay nữa à, bể nó hết xăng đâu. Rồi cái nó nói nội ơi con đi hết xăng mà mai anh ba anh xuống kịp mà anh đổ xăng con chạy về. Cái qua ngày sau á ông thầy ông mới nói gì, ông nói mai á mấy các em á là 2:30 đi qua đi rồi thầy chỉ chỗ cho cầm cây. Cái 2:30 nó đi nó cũng hỏi nếu bà nội con đi qua cho bên trường cắm cây nghe đó, bà nó đi qua bà nó cắm cây rồi mẹ nó hỏi mẹ nó chứ không hỏi tôi, hỏi rồi tôi về rồi tôi hỏi ông Phụng đâu đây, rồi nó nói nó đi cắm cây bển á, tưởng là nó đi học, hỏi cái nhỏ này trả lời nó đi cắm cây bên trường cắm trại bển nó ơi, rồi cái nó cắm rồi nó đi về đây nè, nó nói à, bà nội có đi chợ mua gì không, con mua cho nên con đi chơi một chút. Em nói bà nội hỏi mẹ con đi chứ bà nội mới về bà nội không có biết. Rồi cái xuống hỏi mẹ, mẹ đi chợ không con đi nè. Cái mẹ nó nói thôi để chiều đó đi con ơi. Thì nó nói thôi bà nội con đi chơi một chút con về, cái nó ngồi đây nè. Nó gờ bắt đùi tôi vuốt hoài đi. Cái nó con đi nha, nội đi một chút về. Ngồi vuốt hoài hả? Ừ. Rồi cái nó lên nó chọc bà cố nó. Nó chọc hồi cũng nửa tiếng à, chọc tới chọc lui giỡn với bà. Ê, bà quạo. Nó nói thôi đi ông ơi, đi đâu đi đi mệt chết đi, chọc hoài hỏi hoài. À. Rồi cái nó mới đi, nó nói thôi con đi nghe nội, nó nói ừ đi đi. Cái đi đó, đi hồi đâu khoảng chừng tiếng đồng hồ mấy đứa ngoại nó mới điện gì vậy đó. Chứ đâu có biết nó đi tắm, thường thường nó hỏi là nó đi vô sân hải yến trong á, nó đá banh không à. Những mấy thằng này ngủ rồi đi đá banh. Còn cái đi tắm là nó không có hỏi cô. Nó không có nói đi tắm gì trơn á. Phải hỏi là cô đâu có cho đâu. Không có cho, con cháu tôi dễ gì cho đi ra ngoài đó tắm. Tại vì 2-3 bữa trước tôi có nói rồi.
Nên nói con là con, tại mình nghe mấy đứa nó tụ tập với đám đó là nó tắm rồi xong, nó nghe gì ba. Cái nói thôi con à, con đừng đi chơi ngoài nha, mấy đứa bạn con có tắm thì tắm, con đừng có đi. Tại vì con nhỏ trên ông Xuyên hồi lần á, năm ngoái á, nó hai đứa con, có hai vợ chồng, hai đứa con, cái nó cũng giận chồng nó. Cái nói má nó dọn cơm kêu ăn, nó không ăn, nó nói thôi đi, má ăn đi chút con về. Nó xuống đó nó mới chết đó đó. À, mình hù nó đang cho nó sợ. Nói người ta chết dưới đó đó, nó có cái nôi rồi con đừng đi xuống dưới. Cái nó nói con đâu có đi đâu, hồi bà nội nói tới giờ con không có đi dưới. Đó, mình tưởng nó đi đá banh. Thường thường hôm nay thì nó có mười mấy ngày vậy đó, đi đá banh không à. Thì sao tự nhiên cái bữa đó khiến gì mà thấy mấy đứa này, nó rủ mấy đứa này đi đó. Rồi từ bữa bé mất tới giờ là mẹ với bà nội là chưa có thấy bé ha? Chưa. Bữa đó thì tôi có nằm thấy làm như cái ngày đó nó lên hay sao đâu không biết. Cái thấy nó về nó nằm kế tôi bên đây nè. Mà tôi quay qua sao tôi gặp nó, tôi nói Phụng ơi, sao con đi đâu mà mấy ngày nay bà nội kiếm con không gặp. Cái nó quay qua nó thấy tôi khóc đi. Nó quay lại, tôi quay lại mất tiêu nữa. Là chiều lại, bữa đó là kiếm được nó đó. Dạ, là lúc đó chưa, cô chưa có ngủ ha? Chưa, màng màng, à, chứ không có ngủ. Mơ màng. Chứ không có ngủ mê, không có ấy, mới nằm thiểu thiểu như là mình tưởng tượng như đó, ngày thường đó, nó nằm với mình. Tôi nó ngồi giỏng thì nó ngồi đây, nên chổng thì nằm theo chổng. Mến tôi hơn mẹ nó nữa. Hồi nhỏ nó đau ha, là tay tôi không à. Nó nằm chổng á, tôi nằm chổng ngủ tôi chờ coi canh á. Từ lúc mà bé nó mất tới giờ đó thì ngoài trừ bà nội nằm thấy nó rồi, còn gia đình mình còn ai nằm thấy nó không bà nội? Không. Nhưng mà ai bà nội thấy ha. Dạ. Thì nói chung thì hôm nay là mấy anh em đến đây cũng như là chia sẻ về bé bây giờ cũng đã được mẫu yên má đẹp rồi. Dạ. Thì thôi cũng thay mặt quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng cũng gửi cái lời chia buồn đến gia đình đó. Dạ. Thì bà nội với mẹ rồi cũng đừng có quá đau buồn. Thì bây giờ em này nó cũng nói chung là nó cũng đi về cõi Phật thôi, tại vì bé nó có hiếu hảo này kia, nó ngoan nữa thì dạ, chắc chắn là Phật sẽ rước em nó đi thôi. Gia đình mình cũng bớt đau buồn ha, bà nội với mẹ ha. Dạ, cũng cảm dạ ơn mấy chú anh quân giúp đỡ tôi được vậy, tôi cũng rất cảm ơn rồi. Thì cũng thấy công khó của mấy chú cũng cực dữ lắm, quay trời nắng trời nâu, tôi nói thiệt tôi cũng đau lòng lắm. À, mấy chú về bổn phận này phải làm thôi. Lần này cũng rất cảm ơn mấy cô mấy chú rồi. Từ hôm bữa tới giờ gia đình mình có đi xuống đến hiện trường của bé Linh đó mình cũng trả lễ. Có ngày hôm qua tôi cúng trái cây đồ mấy người, cúng gà cúng vịt, ai mạnh ai nó giấy á. Yeah. Tôi cũng đưa tiền cho người ta mua người ta cúng, tại người ta cũng nóng ruột cho cháu mình. Mấy bà nói thấy bà chịu không nổi, người cúng giấy gà giấy vịt giấy đầu heo giấy trái cây gì tôi đưa tiền hết cho người ta có mua người ta cúng cho cháu mình mà để người ta xuất tiền sao. Yeah. Có bữa đó cái cô mà cúng cuối cùng đó là chút. Yeah. Xíu là bé nổi lên đó. Yeah. Thì cô có giấy mâm cơm cúng tạ lễ đó mà kêu con qua đây kêu nhớ nói với gia đình cúng mâm cơm, mâm cơm có mâm cơm mà chưa cúng có trái cây bông qua để tính để ngày mai còn hai người cúng cái mâm cơm đó là mình giấy cúng của quyền giấy cúng hồng cúng ngũ thủy quả đó đó là mâm cơm tương mình bưng tại ra đó đó nhớ. Tại vì bà cái cô đó bà không cúng được chút xíu là em phải thấy thêm mình đó rồi. Thì cô có giấy là kêu gia đình nấu giùm mâm cơm cúng tạ lễ ở đó tính ngày mai này nó cúng thủ vĩ rồi đó rồi thì sẵn nó mình bưng dưới mình giấy cúng luôn nên không nói được. Còn bữa nay qua nó nhắc gia đình dạ quên mâm cơm đó, mâm cơm chứ cúng trái cây này kia thì đầy đủ rồi đó, còn chắc còn mâm cơm. Thôi bây giờ mấy anh em mình ra chia sẻ cái ngôi mộ đi để cho cô chú đây cô kêu hộ cúng tương chứ đừng cúng mặn người ta. Con cảm ơn nội với mẹ ha. Dạ đi rất tôi đang mấy chú mấy cô anh em con đi ra ngoài mộ thăm mộ thăm bé đó đi ra đó đó cái lại cửa đó đi ra.